Em xin chào tất cả các bác nhé Chào mừng các bác quay trở lại với video tiếp theo của em Hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho các bác về một cái ứng dụng mới Giúp các bác có thể tham gia nhận được cái đồng token NT Và hiện tại giá trị của cái đồng token NT này nó khá là cao các bác Nó rơi vào khoảng độ là gần 0,3 đô trên một cái đồng token này Hơn nữa ở trên cái ứng dụng này nó đang cho chúng ta tham gia nhận miễn phí Và bên cạnh đó thì cái tổng cung của cái đồng token NT này nó khá là ít và đây là cái cơ hội để các bác có thể tranh thủ tham gia và kiếm cái đồng NT này. Tới này mà nói cho chúng ta kiểu như là swap và quy đổi ra ấy. Mà các bác sở hữu được cái số lượng đồng token NT này nhiều. Là lúc đó các bác cũng kiếm được một cái số vốn kha khá nhá. Hiện tại thì em đang cập nhật và chia sẻ cho các bác rất là nhiều những cái nền tảng. Những cái ứng dụng, những cái dự án. Để các bác có thể tham gia khai thác những cái đồng coin miễn phí. Bởi vì à, em nghĩ sang năm 2024 là một năm để các bác có thể kiếm những đồng coin free à, Nó sẽ thành công hơn rất là nhiều nhá so với năm nay Năm nay thì à, có đồng cót này và cái đồng à, VV coin ấy Đấy là hai cái đồng cũng đã thành công và đã được lít sàn và giá của nó cũng khá là cao Nên là em nghĩ sang năm 2024 nó sẽ còn có rất là nhiều những cái đồng coin khác được lít sàn Nên là khi mà em chia sẻ cho các bác những cái đồng coin nào thì các bác có thể tham khảo luôn ở đây cho em Uh, cái ứng dụng ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác Đây các bác có thể thấy này Cái ứng dụng này thì uh, em nhớ không nhầm Có một uh, đợt em chia sẻ một cái video Chia sẻ các bác cách đăng ký tham gia Và để chúng ta có thể kiếm được cái đồng token NT uh, Như các bác có thể thấy hiện tại Cái số lượng đồng token NT của em Đang có là 365.000 Cái số lượng cũng khá là nhiều nhá Và ở đây thì uh, nó quy đổi ra đô luôn Nó rơi vào khoảng độ là 9.000 À đâu 99.000 đô 99.000 đô và nếu mà may mắn đối với bản thân em chẳng hạn mà cái số lượng đồng token này nó cho chúng ta quy đổi ở trên cái ứng dụng này và chuyển sang USDT thì đây nó cũng được là một cái số vốn khá khá rồi nhá. Hoặc hơn nữa ví dụ như là cái số lượng đồng token này nó cho chúng ta mở mở khóa dần dần cũng được. Đấy khi mà mỗi một ngày chúng ta được mở khóa tầm 5 7 đô hoặc là chục đô cũng là rất là ok rồi. Đây là một cái cơ hội để các bác có thể tranh thủ tham gia khai thác ở đây cho em và các bác cũng có thể thấy này ở đây thì nó cũng liên kết với một số các nền tảng mạng xã hội như là tiktok, telegram, uh, youtube và một số các nền tảng khác ở đây cho em và làm sao để chúng ta có thể tham gia và các bác có thể nhận được cái số lượng đồng token LT này thì ở đây các bác có thể đi giới thiệu bạn bè bằng cái đường link của các bác nhé uh, để giới thiệu bạn bè thì rất là đơn giản thôi các bác có thể vào chia sẻ cái đường link sau đó các bác lấy cái đường link của các bác rồi các bác có thể đi giới thiệu bạn bè ở đây các bác ấn vào đây các bác sao chép cho em cái đường link nhá Tới này ví dụ như là nó cho chúng ta trao đổi Đây các bác ấn vào một phần trao đổi chẳng hạn Giả sử như là nó mở khóa cái đồng LT này cho các bác Thì các bác quy đổi ra số lượng USDT Thì nó sẽ hiện lên ở đây cho các bác nhá Và một cái đồng LT này quy đổi ở đây Thì giá nó không được cao Nhưng mà khi các bác quy đổi ở bên Đây em sẽ lên cái... Uh, lên tảng Sunwap để em có thể chia sẻ cho các bác Đây đây nhá cái uh, phần để các bác có thể tham gia cái mục uh, sunwap này thì uh, em sẽ vào đây các bác chỉ cần là uh, điền cho em cái con tắc của cái đồng uh, lt này ra cái địa chỉ con tắc của cái đồng lt này thì em sẽ để dưới phần mô tả nhá uh, sau đó các bác ấn mục phần thêm ở đây cho em sau khi mà các bác đã thêm xong rồi đây các bác có thể chọn usdt để chúng ta có thể quy đổi ra xem là bao nhiêu ở đây em nhập số lượng ví dụ như là một cái đồng uh, lt này thì nó sẽ có giá là 0, 0, 27 1 đô nhá thì giá của nó khá là cao, nó gần là 0,3 đô rồi. Nếu mà một cái đồng coi mà được list trên một cái sàn ấy với cái giá thời điểm như này là 0,3 đô mà chúng ta tham gia và các bác nhận được cái số lượng đồng token nó trả thưởng cho chúng ta khá là nhiều như vậy thì đây là một cái số vốn mà các bác có thể kiếm được hoàn toàn là miễn phí và rất là lớn ở đây. Rồi đấy là cái phần mà em chia sẻ, em lại quay trở lại ở đây. Các bác có thể thấy là 365.000 cái số lượng đồng token này nó tương đương khoảng độ là 99.000 đô. Ở bên này là cái phần thị trường để các bác thể swap. Còn bên này là cái mục giao dịch. Ở bên cái mục giao dịch này thì à, dành cho các bác. À, hiện tại thì à, nó đang có chương trình mở khóa cái số lượng đồng token này à, sớm hơn. Đây là dành cho những bác nào mà tham gia gửi lãi qua USDT, qua TRX. Để chúng ta có thể nhận được cái số lượng đồng token NT này nó sớm hơn. Đây ví dụ như là chúng ta tham gia USDT các bác chọn vào đây. Ví dụ chúng ta tham gia trên 10 đồng USDT nhé Thì ví dụ như là chúng ta tham gia là 100 đi Thì các bác có thể ấn mục phần bắt đầu Đấy là cái phần em hướng dẫn Ở đây thì chúng ta có thể nhận được từ 1 cho tới là 30% ở đây Và thu nhập ở đây nó sẽ là hàng ngày và thu nhập hàng tháng ở đây cho các bác Bên cạnh đó thì các bác có thể tham gia với cái số lượng TRX Khi mà chúng ta tham gia với cái số lượng này thì nó sẽ mở khóa Cái số lượng đồng tức cần là T cho các bác nhé đấy là cái phần mà em cập nhật thêm để chúng ta có thể uh, tham khảo ở bên cái mục mở khóa sớm hơn cái đồng token RT này. Đây hiện tại thì em chưa có một cái đồng RT nào để em có thể mở khóa cả và các bác muốn kiểm tra xem cái nền tảng này nó cộng đồng có nhiều hay không và cái tỷ lệ uy tín của nó có cao hay không ấy thì uh, đầu tiên thì chúng ta sẽ lên cái nền tảng Tipter cái nền tảng Tipter hay còn là uh, gọi là cái mạng xã hội X thường thì uh, có rất là nhiều nhưng bác có hỏi em là à, Để kiểm tra xem cái nền tảng này cộng đồng nó có nhiều hay không Thì à, em cũng vẫn hay cập nhật cho các bác là Các bác có thể lên cái nền tảng X hay còn gọi là tip tơ Đây các bác có thể vào đây này Đó cái nền tảng này Đồng là T Cộng đồng của nó khá là nhiều Hơn 50.000 người theo dõi và đã có tích xanh ở đây rồi Và các bác có thể kéo xuống Ở à bên dưới này thì nó cập nhật cho các bác Đây token là T ở đây nó cập nhật rất là nhiều nhá và nó hiện hiện tại hiện tại như vừa nãy em đã cho các bác xem này ở à, cái mục uh, sunwap ấy đây nó chia sẻ này cái phần để chúng ta có thể sử wap và quy đổi sang cái số lượng USDT cũng như là để các bác có thể nhận biết được cái giá trị của cái đồng lt này nó là bao nhiêu nhá nên là bây giờ các bác là mà chưa tham gia ở trên cái nền tảng này thì các bác có thể tham khảo qua cái đường link em sẽ để dưới phần mô tả của video để chúng ta có thể nắm rõ hơn nhân tiện đây thì uh, hiện tại đang có ít người tham gia thì đây là một cái cơ hội để chúng ta có thể tham gia và chúng ta có thể khai thác cũng như là nhận cái số lượng đóng token này làm sao đó có thể là được cái số lượng token nó nhiều hơn của, so với những người khác ví dụ như là tới này mà nó cho chúng ta tham gia sở chẳng hạn mà lúc đó các bác mới tham gia và nhận cái số lượng đóng token này thì à lúc đấy kiểu như là nó sẽ giảm cái số lượng đồng token đi thì đa số những cái nền tảng em chia sẻ cho các bác thì chúng ta lên tham gia sớm hơn một chút để chúng ta có thể nhận được cái số lượng đồng token nó nhiều hơn nhá ở đây thì nó cũng có hai cái chức năng đó là chức năng nhận và chức năng các bác có thể chuyển đi cho người khác nhận ở đây thì các bác có thể ấn vào mục nhận sau đó các bác gửi cho người ta cái địa chỉ đây ví dụ như là cái địa chỉ này chẳng hạn hoặc là các bác muốn chuyển cho người ta các bác muốn bán cho ai đó ví dụ bán cho bản thân em hoặc là bán cho một người bất kỳ chẳng hạn kiểu như là bán qua nội bộ ấy đó, em có thể thu mua của các bác hoặc là một người nào đó cũng có thể thu mua của các bác thì các bác có thể chuyển nội bộ lên đều được nhá còn không thì các bác có thể giữ lại đấy giữ lại đợi ví dụ như là cái số lượng đồng là lt này của các bác được mở khóa nhiều hoặc là được uh, nó tăng giá lên cao chẳng hạn thì lúc đó các bác sở hữu các bác bán ra đấy là một cái phần mà em chia sẻ thêm rồi thì uh, trên đây là cái video ngày hôm nay em cập nhật chia sẻ cho các bác về cái ứng dụng Để chúng ta có thể tham gia và nhận được cái đồng token NT này hoàn toàn là miễn phí uh, Như vừa nãy em đã chia sẻ để nhận được thì uh, chúng ta sẽ đi giới thiệu bạn bè nha các bác nhé Chỉ có đi giới thiệu bạn bè thì các bác mới có thể nhận được cái số lượng đồng token NT này thôi Thì uh, cái việc mà đi giới thiệu bạn bè thì em nghĩ nó cũng không quá khó đối với các bác Bởi vì sao? Bởi vì... Uh, Hầu như bây giờ các bác đều có mạng xã hội hết rồi, nên là đôi khi các bác chỉ cần đăng lên những hội nhóm trên Zalo, trên Facebook của các bác, á, tham gia nhận token hoàn toàn là miễn phí thì em nghĩ cũng có rất là nhiều người tham gia bởi vì người ta sẽ có tính tò mò. Và khi mà người ta đăng ký theo đường link của các bác là các bác sẽ được trả cái số lượng đồng token nó ngang ngửa với khi mà người ta đăng ký ở đây nhá. Rồi thì ạ, à, trên cái ứng dụng này bác nào không hiểu thắc mắc gì các bác có thể kết bạn qua Zalo, em sẽ hướng dẫn. Bây giờ em sẽ sang quay và trao quà cho hai bác may mắn nhất ở cái video đợt trước đây. Bây giờ thì em sẽ dán cái đường link video đợt trước của em ra đây. Xem video đợt trước của em có bao nhiêu bình luận đây nhá. Các bác tham gia xem video trên kênh của em, các bác còn có cơ hội nhận được cả quà mang về và mỗi một phần quà em sẽ tặng cho các bác trị giá là 5k. À, video đợt trước của em có 126 bình luận này à, Em xin chúc mừng bác đầu tiên là bác Viết Tu Ti À... Viết Tuyết Ly Cái tên nó khá là khó hiểu phải không? Thủy Văn Hồ, Hồ Văn Thủy À đó Thi à, Thi Sau video này, hai bác này chụp cho em cái số tư tự gửi có bên uh, Zalo nhá Em sẽ tặng mỗi bác một phần quà trị giá là 5k Video này em kết thúc ở đây Em xin chào tất cả các bác nhá